không? Chúng tôi bắt đầu đi vào khu vườn bonsai Donna của chú Mười Thành tại Đồng Nai. Cũng rất may là được anh Thành đi cùng với anh thì mới có thể được vào những cái vườn như thế này. Kiến trúc Nhật. Tóm lại là nghe và đến nhìn thấy từ ngoài thì chúng ta đã biết rồi. Quá đẹp luôn. Chào chú ạ. Cháu xin phép quay chú tí nữa. Dạ. Dạ. À, cho em xin phép em tranh thủ tí quay cho anh em xem tí đã. Dạ. Dạ. Mời anh em tiếp tục xem Nguyệt Quế. Thật là phải nói một từ là chưa bao giờ nhìn thấy cây nguyệt quế như này. Hơi nắng có lẽ là nó không được rõ lắm. Đây cũng nguyệt quế. Linh Sam. Nguyệt Quế. Toàn cây khủng thôi. Nguyệt quế luôn. Có lẽ chú rất thích nguyệt quế và sâm hương.
đổ gì mà đổ thế. Cây ổi này. Thế này thì bao giờ mình mới mơ được. Sáng sáng hương đây là cây gì mình còn không biết luôn. Cầm thị để xem tên, xem bản tên đây là cây gì. Mở mất tên rồi. Chú rất nhiều những cái cây này mà theo mình nghĩ là cây ung bụt, dâm bụt gì đấy, không biết có phải không anh ạ. Sâm hương khi còn nuôi lá thì rất là to. Ua sơ ri mang. Các bạn nhìn thấy sơ ri mình cũng rất là thích, quả rất là đẹp. Nhưng chắc cũng chỉ là trong giấc mơ mà thôi. Nguyệt quế. Chú ơi, con chưa hiểu cái cây này là cây gì chú nhỉ? À, cây cha. À, chứ không phải là cây dâm bụt. Nhìn lại cứ tưởng cái lá dâm bụt nhưng không phải. Chúng ta sẽ đi sang khu vườn bên này. Chim bù gáy. Đình sang con quậy. Đỡ
nắng hơn rồi, bắt đầu trời sắp đổ mưa. Tranh thủ quay cho anh em, một tí nữa mưa là rất khó quay. Mai là lớn. Các bạn thấy có lẽ là phân vườn chú và vườn cũng như vườn rất nhiều vườn lớn như của anh Minh thì có lẽ là đang dùng phân chì. Loại phân này là phân chì của Nhật. Anh em cũng có thể là tham khảo. Ví dụ như cây này là mình cũng chịu, mình cũng không biết nó là cây gì. Anh ơi, cây này cây gì anh? Mình còn chưa biết nó là cây gì. Dương. Đi quay cho anh em xem thôi, vì anh em cũng không có điều kiện đi nhiều. Mình có điều kiện thì cứ đi quay để cho anh em cả nước xem. Anh em đừng có lại hỏi mình là có mua cây nào không hay là anh mua đi nhá. Thật sự là mình rất là ngại. Cứ post ảnh lên thì anh em lại bảo là mua đi. Có lẽ là đấy cũng chỉ là trong giấc mơ của mình là thôi. Thả lá nó to chú nhỉ? Lá to, nó to. Đang nuôi bánh xèo. Ngọc bích. Nó đẹp nhỉ. Cái lá, chất lá nó đẹp vậy nhỉ. Lá rất đẹp như cây này. Cái lá rất đẹp. Em nhìn qua em lại bảo sao giống lá lá dâm bụt không phải. Rất là nhiều. Ở kinh rằng bây giờ dưới anh em nó đi đào gốc nó lấy lá nó là đây là lá của mã đề, bông mã đề. Giống như cái lá bồ đề. Bồ đề, lá đề. Hay xếp như ngói. Cái lá này nó ngày xưa người ta làm nhà cổ đấy. Cái nhà cổ là người ta chạy. Anh Thành ơi, ngoài mình có dùng cái phân chì nữa. Phân chì Nhật đấy chú. Đúng không chú? Phân chì của Nhật đúng không ạ? Dạ. Trong này dùng cái nào anh tính cân. Anh Minh cũng dùng cái này. Quẹ Hà Nội cũng nhiều lắm. À đây để về phân chì này nó tăng từ từ. Sốc cây đúng không chú, nó không sốc cây. 100 ngàn, em mua 100 ngàn một ký. Anh Minh mua hộ 100 ngàn một ký. Hỏng đất. Cái đất mà phân hóa học á, là sao nó hỏng đất. Cái này là bằng người giá là. Phân trì của Nhật thạch không, cái đấy của Nhật. Bu mai nó là bu mai của Nhật. Bu mai này anh mua cái loại rẻ tiền của Indo. Ok đẹp quá. Cái đá chỉ để cho đẹp thôi gì chú? Hả? Để cho nó đẹp ở trên mặt nó đỡ chứ. Nó là giá thể đấy. À, trồng trồng được luôn gì chú? Trồng luôn á. À. Mới để trên cho nó đỡ bắn nước luôn. Đá Pumai. À, đất Akadama. Ở dưới. Đá Pumai. Akadama nó mắc lắm. Dạ, những cây lớn thì nhiều tiền lắm, đất nó đắt. Nhưng nó tùy hợp con trồng, nó chỉ hợp một số cây thôi chú ạ. Vâng, chứ nó có phải cây nào nó cũng hợp đâu. Cây lá kim. Vâng, đúng rồi. Nhưng mà anh thử nghiệm cây lá phiếm thì vẫn xanh tốt. Thế hả chú? Cái rễ nó phát triển tốt, nó thoáng. Ừ, nó thoáng cái rễ, bộ rễ nó ra, nó lên cả mặt luôn á. Lên cả mặt luôn á. Thế nhưng nếu linh sam, sam núi con trồng là con phải thay á. Hả? Phải thay bằng cát của mình rồi đấy. Không cát nhưng mà đừng xài nhiều cát quá. Thế ạ. Ở đây nó có cái sỏi đá gọi là đá phún của Long Khánh này. Dạ. Đó là cái loại ba gian cổ. Thằng đó là nó nhiều khoáng như lượng. Đây hả chú? À không phải. Không. Đây vẫn Pumai. Vẫn Pumai. Pumai này nó cũng nhẹ. Nó nhẹ. Nó lại hút ẩm nước. Hút độ ẩm vừa phải. À, đá Pumai như chú
chú nói là nó hút nước nhưng nó lại giữ được độ ẩm vừa phải thôi, cũng rất là tốt, nó là một cái giá thể mà chú đang dùng sử dụng trên mặt, nên mình cũng đã dùng, mình cũng đem mình trộn với đất bình thường, trộn với Akadama, hoặc là cái đá này thì mình hay dùng để rải dưới lớp dưới cùng để cho nó thoát nước ở các cái lỗ thoát nước. Mua một bao 50 kg một, cũng rẻ không đắt. Akadama thì mình cũng đã dùng rất nhiều loại cây, nhưng có lẽ là chỉ hợp với các cây mini bonsai. Còn những cây lớn thì cũng vẫn cứ phải trộn các cái giá thể của mình, chứ đất Akadama không thì thấy cũng không ổn lắm, bộ rễ cũng không phát triển. Chỉ có những cây mini. Và đặc biệt là đất Akadama thì phải có thời gian để tưới hàng ngày, một ngày một hai lần. Chứ nếu anh em mà đi làm hoặc là bận công việc đi công tác mà dùng Akadama là rất dễ kiệt nước. Đấy là kinh nghiệm của riêng mình thôi. Còn mình cũng không có nhiều kinh nghiệm như các anh các chú, thì cũng biết gì nói vậy. Thế còn mỗi người một quan điểm, mỗi người có một chất trồng riêng cho vườn cây của mình.